Xin kính chào quý vị, tôi là Tony Nguyễn, người phụ trách chương trình Việt Nam Channel. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có một buổi nói chuyện rất là đặc biệt với một chia sẻ với quý vị về công việc làm của chính Tony, cũng như là một cái cơ quan nó gọi là ngành móng tay lành mạnh. Thì hôm nay có một người cộng sự viên cũng làm việc với chung với tôi trong thời gian dài, đó là cô Vi Trần. Xin chào Vi Trần. Dạ, kính chào chú Tony. Dạ, vâng. Xin chào các cô chú anh chị. Dạ, dạ vâng. Thưa quý vị, thì chắc quý vị cũng biết là Tony thường thường hay làm việc trong cái chương trình này một thời gian khá dài. Nhưng mà hôm nay chúng tôi nói muốn chia sẻ với vị là tôi cũng đang làm việc trực tiếp với Liên hiệp bóng tay lành mạnh trong một thời gian, phải nói là cũng khoảng 4 năm nay. Thì hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu một chương trình này đến trực tiếp với quý vị. Thưa quý vị cũng biết là trong cái mùa dịch vừa qua thì có rất nhiều các anh chị em phải nói là trong ngành nghề neo, phải nói là mình cũng phải nói là cũng gặp khó khăn trong vấn đề tài chính, cũng như là về vấn đề sức khỏe hoặc là vấn đề những cái tin tức không được chính xác chẳng hạn như vậy. Cho nên hôm nay chúng tôi cũng có buổi nói chuyện đặc biệt với gọi là cháu Vi Trần để mình nói thêm về những vấn đề này, cũng như là tại sao chương trình này được thành lập và nó giúp đỡ gì cho tất cả rất nhiều anh chị em trong ngành nghề neo. Dạ vâng, thưa quý vị cũng biết là hiện nay trong ngành nghề neo thì chúng ta có đến gần 300.000 người đang có license để hành nghề, nhưng mà riêng người Việt Nam mình có đến là riêng ở California đó mình có đến là 130.000 nhân viên đang làm tại California. Thì 69% là những người Việt nhập cư và đa số là những người nữ và đang trong độ tuổi sinh đẻ. Dạ vâng, cái ngành là móng tay là điểm khởi đầu quan trọng đối với rất nhiều người nhập cư. Thì chắc chúng mình cũng biết là tất cả gia đình ai cũng ít nhất là có một người trong người thân đang làm ngành nghề neo hoặc đã làm ngành nghề neo. Thì có một cái điểm mà chúng tôi muốn đưa ra đây là cái ngành nghề neo là một cái ngành nghề đã phát triển rất là mạnh ở tại Hoa Kỳ, cũng như là nói riêng tại vùng California và khu vực chúng ta đang ở. Dạ vâng, nhưng mà nói về cái vấn đề mà lương soạn thì phải nói là cũng là một cái tính chung ra vẫn còn là tương đối thấp với các ngành nghề khác. Cho nên vì đó chúng ta có một cái chương trình gọi là Liên hiệp bóng tay lành mạnh để chúng ta tranh đấu về những quyền lợi về vấn đề sức khỏe. Dạ vâng, xin mời Vi. Thì trong cái ngành nghề neo thì quý vị cũng biết là có rất nhiều cái rủi ro, có rất nhiều cái vấn đề về sức khỏe, liên quan đến sức khỏe. Thì Vi có thể chia sẻ những cái điểm này để cho quý vị khán giả được biết được không? Dạ, trước hết thì Vi xin cảm ơn chú Tony đã cho tụi con có cơ hội ở đây để gặp gỡ các quý vị khán giả của đài KTSF 26. Con là Vi, con hiện làm cho Liên hiệp ngành móng tay lành mạnh ở khu vực Bắc Cali. Dạ, để trả lời câu hỏi của chú thì ngành neo lại là một ngành có rủi ro rất là cao. Và lý do vì sao là tại vì cái tiếp xúc gần giữa cái người lao động và khách hàng, ví dụ như mình phải cầm tay hoặc là đụng đến chân hay cơ thể người ta để mình phục vụ, để mình làm phục vụ móng và làm đẹp. Ô nhiễm không khí cũng là liên quan đến một cái tỷ lệ tử vong rất là cao của những người mắc bệnh COVID. Nhưng mà tiệm neo lại là cái khu vực làm việc rất là khép kín, với cái mức độ ô nhiễm không khí rất là cao trong các sản phẩm làm móng hoặc là các sản phẩm dọn dẹp mà có độc hại với môi trường. Theo một cái nghiên cứu của Đại học Colorado vào năm 2019 thì tôi thấy cái mức độ hóa chất và làm móng ở trong tiệm neo tương đương với độ phơi nhiễm của các nhà máy lọc dầu hoặc là các nhân công làm ở gara ô tô. Nên là thợ làm móng thường gặp những cái bệnh về đường hô hấp, và những cái bệnh lý này có thể dễ dàng làm cho những người thợ làm móng dễ bị nhiễm COVID hơn những đối tượng khác. Và những cái biến chứng sức khỏe cũng như suy giảm hệ thống miễn dịch thì cũng có tỷ lệ rất là cao giữa các thợ làm neo. Cũng cùng trong một cái nghiên cứu đó thì cho thấy là đến 70 người làm móng mà có vấn đề về sức khỏe về mũi và đường hô hấp. Người Mỹ gốc Việt thì có một số hút thuốc lá và là nằm trong những dân số châu Á có tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất. Chính vì vậy khi mà vừa làm việc trong môi trường có hóa chất độc hại cao, rồi cộng với việc là COVID tới gây cho cái những người trong nhân viên làm neo có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn tất cả những loại dân số còn lại, khiến cho cái hệ thống miễn dịch của họ bị ảnh hưởng nặng.
Dạ vâng, thưa quý vị cũng biết là khi chúng ta nói là trong một gia đình mà có một người mà phải đi làm nghề neo, chúng ta đôi khi chúng ta phải làm việc ở một cái nơi nào đó có một cái không khí rất là một cái nơi chốn rất là nhỏ, và chúng ta phải hít thở cái chất độc hàng ngày. Phải nói là trung bình mỗi người phải ở đó từ 10 đến 12 tiếng, thì chúng ta sẽ phải ngửi chất độc đó ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, những chất độc đó nó tai hại thế nào. Thì đây là chương trình hy vọng là chúng ta sẽ chia sẻ với quý vị những cái nói chung của chương trình của Ngày Liên Hiệp Bóng Tay Lành Mạnh, là chúng tôi muốn tranh đấu để chúng ta có một cái quyền phải nói bình đẳng, và cũng như là được có cơ hội để chúng ta có một cái sức khỏe tốt để bảo vệ cho chính mình cũng như người thân trong gia đình. Dạ vâng, thì theo một cái cuộc khảo sát gần đây của Đại học UCLA thì họ đã có cuộc khảo sát rất là kỹ để mà biết được những cái thông tin như thế này, thì chúng tôi chỉ được chia sẻ những thông tin là thứ nhất là đương nhiên cái mùa dịch vừa qua gặp rất ảnh hưởng rất là nặng nề trong cái ngành nghề làm neo. Tại vì khi mà chúng ta như mà Vi vừa mới trình bày là khi mà anh chị là ngành nghề neo đó thì phải đụng chạm đến tay hoặc chân của bệnh của các khách hàng rất là nhiều, cho nên vì đó chúng ta phải ngồi cạnh họ, không có được cách ly như 6 feet chẳng hạn như vậy, nhưng chúng ta thường đòi hỏi, hoặc là vấn đề mình đeo mask như thế nào, thì cho nên ảnh hưởng rất nhiều về kinh tế, cho nên rất nhiều khách hàng đã không đến tiệm, hoặc là họ muốn làm tại nhà, hoặc là họ bỏ luôn, họ không làm đẹp nữa, thì đó là một cái vấn đề ảnh hưởng rất nhiều đến kinh tế, đến cho các tiệm nail. Khi chúng ta không đi làm, đương nhiên chúng ta không có lương. Dạ vâng, chúng ta vẫn phải chi trả là hóa đơn tiền nhà, tiền thương mại, tiền cửa tiệm, gia đình, ăn uống, con em. Dạ, gần như là một trong bốn người nghĩa là sẽ không trả tiền. Ngay nói một cái vấn đề rất là đơn giản là vấn đề mua thực phẩm, họ cũng không có đủ tiền để mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Dạ vâng, thì đối với quý vị nói là công nhân, quý vị một cái tên gọi là khi là chúng ta làm một nhân viên hoặc là chuyên viên hoặc là công nhân, thì đương nhiên cái số lương chúng ta rất là ít ỏi, và những người ít ỏi như vậy chúng ta không có thể dư tiền ra để mà dư giả để mà có thể trang trải trong vấn đề này. Và nhất là những người chủ tiệm thì họ vẫn phải trang trải cái vấn đề nhà của họ, vẫn phải trang trải những cái điều kiện cần thiết mà vẫn phải trả cái chi tiêu tiền tiệm. Tại vì quý vị biết là một cái cửa tiệm bây giờ mà ở trong một thị tứ mà đông khách thì phải trả rất là cao, cho nên họ vẫn phải chi trả trong suốt cái mùa dịch như vậy. Đó là những cái khảo sát mà chúng tôi tiêu biểu mà chúng tôi có thể chia sẻ cùng quý vị. Thì khi mà cái mùa dịch nó tương đối là tạm ổn đó, thì rất nhiều chị em cũng nôn nức muốn trở lại đi làm. Thì trong cái năm vừa qua thì có rất nhiều cái sự thay đổi, thì Vi có thể chia sẻ về cái phần này với chú được không? Dạ, thì trong cái mùa dịch vừa qua thì cái việc mà mở cửa lại cho tất cả các doanh nghiệp lẫn cả ngành nail là một trong những cái thử thách rất là lớn. Bởi vì là khi mà nhân viên ngành nail hay chủ tiệm hay khách hàng thì có một khoảng thời gian mình vẫn phải yêu cầu là khách hàng phải mang khẩu trang khi mà xuất hiện ở trong tiệm. Cái đó cũng gây một số cản trở và cũng làm cho một số khách hàng họ ngại quay lại tiệm nữa. Cũng có thời điểm này thì những cái quyền lợi và đặc quyền của người lao động cũng được đưa lên, đẩy lên cái concern, có nghĩa là lo mình được tăng những cái vấn đề này đã từng tồn động. Ví dụ như nếu người nhà có người bệnh nghỉ vì COVID, hay con cái mình bị bệnh vì COVID, mình nghỉ thì mình sẽ không có lương, mình nghỉ thì mình sẽ không có được cái tiền nghỉ làm, hoặc là những cái đó thì nó làm cho người lao động trở nên khó khăn hơn. Nhiều khi họ bệnh nhưng mà họ vẫn không có dám nghỉ vì họ sợ mất một cái nguồn thu nhập vì họ đã bị nghỉ một khoảng thời gian rất dài trước đó rồi. Dạ, rồi những khó khăn của người chủ cũng là nhiều người chủ họ không có đủ điều kiện để xin những cái khoản vay để hỗ trợ trong quá trình mà mình mới mở tiệm lại sau mùa dịch. Ví dụ như chương trình bảo vệ tiền lương, vì một số người chủ họ trả lương cho nhân viên theo cái diện là nhân viên không phải là nhân viên chính thức, cái kiểu là trả theo cái form là 1099, nên là họ không có được chấp nhận cái khoản vay trong cái thời gian mà mùa dịch nữa.
Và một số người lao động á, như là người nhân viên tiệm nail thì họ cũng nhận 1099, nên là họ phải đối mặt với rất là nhiều cái rào cản trong những cái đơn như là nộp tiền xin thất nghiệp hay là nộp tiền định xin trợ giúp từ EDD trong cái mùa dịch mà xảy ra. Nên là cái việc mở cửa trở lại và cái việc phải đi làm mặc dù mình vẫn còn bệnh hoặc là gia đình mình có người bệnh thì họ không thể nghỉ nữa, họ mà họ bắt buộc phải bắt bản thân mình phải bắt quay 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 lại đi làm. Dạ vâng, cảm ơn Vi. Thì chúng tôi sẽ trở lại phần 2, chúng tôi sẽ đi sâu thêm một cái vấn đề mà Vi vừa mới trình bày đó là 1099. Thì chắc chắn quý vị cũng đã thường nghe khi chúng ta làm ngành nail là 1099 là cái dạng 1099 và một cái dạng đó là W2 như thế nào. Thì chúng tôi sẽ đi sâu vào, tại vì có thể trong riêng ngành nghề nail là một cái ngành nghề mà trong cái dạng 1099 rất là nhiều. Dạ vâng, chúng tôi sẽ trở lại trong giờ lát vị rồi mày. As the Kung Fu Panda, all I need to defend myself is one awesome skadoosh. But not everyone has my skills. Poachers are killing these defenseless animals just for their body parts. So please, tell your friends and relatives never to buy products made from my friends. Master the Panda Kung Fu move of saying, "No way!" Because when the buying stops, the killing can too. It's up to us. What I thought was a complete life was nowhere near complete. But it is now. Learn about adopting a teen at adoptuskids.org. It's always fun to watch KTSF on Zeem. You don't want to miss the Asian cinema on Zeem, brought to you by KTSF and Welgo USA. Great movies from China, Hong Kong, Taiwan, Korea, and other Asian countries with English subtitles. You can watch them anytime, anywhere in the United States. Download the free Zeem app, go to the KTSF page, and click on Asian cinema. It's just that simple. And you can enjoy the movies you love. Download the Zeem app today. Bây giờ trở lại với buổi nói chuyện của chúng tôi. Chúng tôi đang nói chuyện về liên quan về cái ngành nghề nail và đặc biệt là chương trình Liên hiệp móng tay lành mạnh. Thì Vi vừa mới trình bày về vấn đề như là những cái thách thức, những cái khó khăn mà khi các chủ tiệm nail cũng như là anh chị em trong ngành nghề nail trở lại làm việc có những thách thức nó rất là khác với những cái công việc khác. Ngoài ra là mình có nhắc nhở đến vấn đề là 1099 và W2, thì đó là một cái vấn đề rất nhiều anh chị em trong ngành nghề nail thường hỏi chương trình, là chúng tôi mới biết rõ về cái hai cái dịch vụ này, về hai cái dạng này như thế nào. Thì chúng tôi sẽ đi vào phần đó vào phần sau. Thì bây giờ trong cái trước cái mùa dịch thì chúng ta cũng đã biết có một cái chương trình, nó gọi là có một cái vấn đề xảy một vấn nạn xảy ra trong cộng đồng người Á Châu nói chung, thì đó là vấn đề kỳ thị chủng tộc. Dạ vâng, đặc biệt họ chú trọng vào những người châu Á. Dạ vâng, thì quý vị cũng biết là rất nhiều trong nỗi sợ hãi lo âu về trong cái mùa dịch, về riêng về bệnh đã là một vấn đề lo lắng rồi, mà phải có một số người, những người mà họ không phải là người da màu, họ dùng những cái chính sách đó để họ kỳ thị, là những người, đặc biệt là những người phụ nữ và những người lớn tuổi cao niên. Thì vấn đề nó xảy ra rất trầm trọng trong gần suốt 4 năm qua và hiện bây giờ vẫn còn tiếp diễn. Đó là những vấn đề nó xảy ra như vậy. Vì cái truyền thông về những tin tức mà đưa dẫn về vấn đề Covid nó không được chính xác, cho nên đôi khi chúng ta chỉ đọc một phần, hoặc là những người họ kỳ thị họ đọc một phần, họ hiểu một phần, và họ dùng những cái chính sách đó mà họ theo ý của họ hiểu, họ dùng những cái đó chiêu bài, họ nói là họ chiêu bài trực tiếp đến những người Á Châu, và đặc biệt những người thấp cổ bé họng, những người già yếu, những phụ nữ. Dạ vâng, cho nên chúng ta cũng đã thấy nỗi lo sợ nó xảy ra trong suốt cái mùa dịch như thế nào. Dạ vâng, đó là sự phân biệt chủng tộc với nghề châu Á, và hơn nữa là những cái chị em trong ngành nghề nail cũng đã bị rất nhiều sự kỳ thị qua hành động, qua lời nói, qua cái cử chỉ. Đó là những cái hành động nó xảy ra thường xuyên. Thì đó là một cái vấn đề mà
Liên Hiệp cũng đang mạnh luôn luôn quan tâm và lo lắng cho và thúc đẩy cũng như là có tiếng nói để mà tranh đấu về vấn đề này. Dạ vâng. Thì còn một vấn đề khác là vấn đề đang làm gì cho cái chương trình ngành neo của cộng đồng, thì có thể Vi có thể nói về cái phần này. Dạ thì dạ trong quá trình dịch bệnh COVID xảy ra thì Liên Hiệp Bóng Thuyền Làm Mạnh đã cố gắng hết sức để thực hiện hết những cái gì mình mong muốn cho ngược lại với lại cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng của nhân viên ngành nail. Thì ở bên phía Liên Hiệp Bóng Thuyền Làm Mạnh đã tổ chức được tặng khẩu trang nè, găng tay và đặc biệt là khẩu trang N95 của mình cho các bệnh viện, phòng khám, hoặc là may khẩu trang vải cho các công nhân viên tuyến đầu, đặc biệt là trong ngành y tế. Dịch vụ khám trực tiếp, chúng em đã có thể giúp đỡ hơn 300 người để điền vào các biểu mẫu IU, đơn xin vay và tiền viện trợ, cũng như nộp các đơn để xin các phúc lợi xã hội, ví dụ như CalFresh or Medi-Cal. Chúng em cũng có xây dựng một cái quỹ hỗ trợ để hỗ trợ hơn 450 thợ làm móng trên khắp tiểu bang, cũng như hướng dẫn và xây dựng để mở ra cửa lại mở cửa lại đang được xây dựng SAC quốc gia và nhóm lãnh đạo nhân viên nồng cốt, để xem là muốn xây dựng một cái nhóm các anh chị làm nail hợp lại để chúng ta cùng đấu tranh vì quyền lợi của nhân viên ngành nail. Ngoài ra thì chúng em cũng cung cấp về những cái khóa đào tạo về cách chống phân biệt chủng tộc hoặc là phân biệt chủng tộc đối với người châu Á, cũng như là cố gắng để ngăn ngừa những cái bạo lực xảy ra ở trong tiệm, trong ngành nail. Dạ vâng, thưa quý vị cũng biết là trong cái ngành nghề nail thì có những cái khó khăn, những cái đã xảy ra, đấy chúng tôi đã đang và đang nói để chia sẻ với quý vị. Thì một cái vấn đề mà rất là quan trọng, chúng ta nói rất là nhiều nhưng mà chúng tôi cũng một lần nữa chia sẻ với quý vị, đó là những cái tiệm nail gặp phải, những khó khăn mà tiệm nail đang gặp phải là phân loại sai và thiếu hiểu biết hoặc thực thi luật lao động. Thì cái đó là chúng tôi có những cái workshop, có những cái buổi nói chuyện đặc biệt với anh chị ngành nghề nail, thì chúng tôi chỉ có một thời gian không có cho phép chúng tôi để chia sẻ thêm vấn đề này về sức khỏe an toàn khi tiếp xúc với chất độc trong sản phẩm để mở cửa trở lại, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước nhiều nha. Thì chúng ta cũng biết là cái ngành nghề nail là chúng ta phải sử dụng rất nhiều các sản phẩm, rất là nhiều làm móng, làm bột, làm sao để cho những giờ nó có chế tạo ra những cái loại mà làm bằng móng tối tân hơn, và nó rất là đa dạng nhiều hơn, màu sắc rất là nhiều. Và thưa quý vị cũng biết là có một vấn đề mà khó khăn là không biết trong đó những cái chất độc đó nó như thế nào. Vâng, thì quý vị biết là một trong một cái chai nước sơn thôi hay là một nó có đến cả ngàn cái hóa chất khác nhau, thì trong đó có rất nhiều những hóa chất độc hại mà anh chị em chúng ta, người đi làm phải nói là người phải nói là đúng là tiếp xúc với nó thường xuyên hàng ngày như vậy. Thì chúng ta chỉ muốn chia sẻ cho quý vị một số những thông tin, là chỉ muốn đưa ra ba cái độc tố duy nhất, đó là dibutin palatalate, là gọi tắt là DBP và toluene and formaldehyde. Đó là ba cái loại mà chúng ta nên, khi chúng ta muốn mua hoặc là muốn sử dụng một cái chất, một cái hộp sơn nào đó, chúng ta nên đề phòng và để ý ba loại này, nó rất là độc hại. Và khi chọn dùng thuốc rửa móng tay hay là chứa các chất nói chung là butin acetate hoặc là methyl acetate hoặc là inu acetate, trong phần lớn trường hợp đều có nghĩa là chúng ta đang sử dụng nó. Tránh dùng thuốc làm loãng sơn đi. Nên dùng thuốc khi làm loãng sơn không được chứa chất toluene hoặc là methyl ethylkelone là MEK, hoặc là chúng ta mua cái loại bao tay thì nên dùng cái loại là nitrile để sử dụng, và tránh cái loại bao tay mà chúng không có biết từ đâu đến, cho nên nó cũng ảnh hưởng đến cho da của chúng ta. Cho nên khi chúng ta là một chủ nhân của một cái tiệm nail, chúng ta cũng nên nhớ là luôn luôn là phải thông gió,
chắc chắn quý vị cũng biết là cửa phải cửa trước và cửa sau, cửa phải mở thường xuyên để gió nó lùa vào và nó lùa ra bên sau, thì chúng ta phải để ý những cái đó và có những cái lỗ có như có những cái quạt để mà nó thông hơi, và có những cái đồ làm móng để mà hút không khí, hút khí, và những cái máy hút khí loại lưu động, các bộ phận lọc than thì dành một khu vực riêng trong tiệm để làm móng giả và dùng cách thông khí đặc biệt cho khu vực này, chẳng hạn như dùng máy hút khí loại lưu động, các bộ phận lọc than, huấn luyện cho tất cả nhân viên của mình về học hỏi về phương cách làm cách nào để cho cuộc sống lành mạnh và tránh phải ảnh hưởng đến những chất độc này. Cố gắng sử dụng sản phẩm làm móng giả an toàn hơn, hoặc không dùng bất cứ sản phẩm làm móng giả nào. Đó là những phương cách mà chúng ta có thể giúp cho vấn đề sức khỏe của chúng ta. Là hiện bây giờ trong cái ngành nghề nail thì chúng ta phải sử dụng những nước sơn, những cái bột để mà hoặc là những chất keo rất là nhiều, thì hy vọng là chúng ta có những cái đó để chúng ta có thể mình chọn cái loại nào mà nó ít chất độc hại đó, tương đối mình có thể nó đỡ độc hại chúng ta. Chúng tôi sẽ trở lại phần 3 thì chúng tôi sẽ nói chuyện thêm với quý vị. Quý vị đừng rời máy. Every single minute matters. It's truly a matter of life and death. Earthquake in Turkey, 50,000 dead. Flooding in Libya, 40,000 displaced. Cyclones in Malawi, more than 500,000 affected. Conflict in Syria, 1 million dead. Drought in Somalia, 8 million affected. 735 million going hungry every night. Care is there. Visit care.org. If you're buzzed and doing this to make yourself feel okay to drive, you're not okay to drive. The Team Healthy Eating and Active Living internship program sponsored by Gum Moon Women's Residence is recruiting interns for the 2024-2025 year. In 11 months, interns learn about nutrition, leadership skills, and promoting healthy eating in their own school. This program has taught me to choose nutrient-dense foods over unhealthy foods with sugars and fats. High school and college students are welcome to apply. Please email wongkaiweinutrition@gmail.com for more information. The deadline is July 15th, 2024. Quý vị trở lại với buổi nói chuyện chúng ta nói chuyện với cô Vi Trần của Liên hiệp Móng tay lành mạnh, thì đã hứa quý vị là có một cái ngành nghề là ngành nghề nail. Quý vị chắc chắn không biết là trong gia đình mình ít nhất cũng có một người hoặc là biết người thân nào đang làm ngành nghề nail. Thì cái câu hỏi mà thắc mắc nhiều anh chị em trong ngành nghề nail hay hỏi là tôi nằm trong cái dạng nào, 1099 hoặc là W2, đôi khi họ cũng không có trực tiếp hỏi trực tiếp cái người chủ mình đang trả lương mình theo cái diện nào và mình được hưởng cái quy chế như thế nào. Thì bây giờ là hôm nay thì chúng tôi muốn nói chuyện riêng về vấn đề này để cho chúng ta có thể hiểu thêm. Thì mời Vi giúp cho chú cũng như cho quý vị khán giả biết về cái hai cái chương trình này. Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn chú. Thì trước khi mà mình chia sẻ cái đó thì Vi muốn nhấn mạnh là chúng ta đều có quyền làm việc ở những nơi chốn an toàn và lành mạnh. Ý là chúng ta, cái sức khỏe của chúng ta luôn luôn nên là phải là thứ đầu tiên quan trọng nhất. Đôi khi chủ tiệm có thể gọi bạn là nhân viên độc lập có hợp đồng hoặc là nhân viên chính thức, để hoặc là giữa hai cái đó, có nghĩa là người nhận 099 có nghĩa là họ gọi là nhân viên độc lập có hợp đồng để tránh thuế và tránh theo các luật lao động, trong khi thật sự bạn có thể là nhân viên chính thức lẽ ra nên nhận được W2. Và hai cái đó rất là dễ bị lẫn lộn. Và làm thế nào để mình phân biệt được mình đáng nên nhận W2 hay mình nên nhận 1099? Dạ, thì hai cái đó khác nhau là nếu bạn là nhân viên, ví dụ như bạn thuê một cái chỗ riêng, bạn mua tất cả các vật liệu và dụng cụ riêng, bạn có khách hàng riêng và bạn lấy hàng riêng, ấn định giá và nhận tiền từ khách hàng và không phải chia lại gì bất kỳ cho chủ, có giấy phép kinh doanh riêng và bạn có nhiều khả năng được, thì bạn được nhận hết tất cả các phần tiền từ tip cho đến của mình mà không phải chia lại cho ai, trừ phải trả tiền thuê cái mặt bằng khu vực đó, thì bạn chính là nhân viên độc lập, có nghĩa là bạn sẽ khai thuế dưới dạng 1099. Còn nếu
người chủ ghi lại thời gian biểu của bạn và bạn được trả tiền theo giờ hoặc theo ngày, hoặc nhân viên lấy hẹn trực tiếp với bạn nhưng mà bạn không có thuê cái chỗ đó, bạn chỉ đến cái tiệm đó để làm việc. Người chủ là người định giá số tiền mà bạn làm việc với khách hoặc bạn sử dụng vật liệu, dụng cụ của tiệm, thì bạn chính là nhân viên của tiệm, là người nên được nhận W-2. Có một số mà những cái suy nghĩ là ồ, vì tôi không có làm 40 tiếng hay tôi không có làm 20 tiếng một tuần thì có phải tôi không được nhận W-2 hay không? Thì xin trả lời luôn cho câu hỏi đó là dù bạn làm bao nhiêu tiếng, nhưng nếu bạn không phải là người thuê một cái khu vực ở trong một cái tiệm đó và làm việc hoàn toàn độc lập thì bạn vẫn được phải trả W-2. Dạ. Cảm ơn. Cái phần này rất nhiều anh chị em còn thắc mắc hoặc là chưa hiểu rõ, thì Vi đã vừa mới xác định lại là nếu quý vị không có mướn một cái gọi là một cái space hoặc là một cái khu vực nào trong tiệm đó thì quý vị vẫn được hưởng theo cái quy chế là W-2 thay vì 1099. Thì cái dạng này nó rất